Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Hôm nay Nguyễn Trung giới thiệu đến anh em một cặp monoblock TriVB Mini 88MN đến từ Nhật. Thì cái cặp bao này có thể chơi trực tiếp hoặc chơi qua rề vì nó có volume. Và đây là một cặp bao chạy mặt bootball. Nó chạy bóng công suất của nó là KT88, mỗi một bên hai bóng. Và hai bóng từ kích đại của nó là hai bóng 12 AU7. Thì bây giờ cặp bao này về nó khá là đẹp và tình trạng là nguyên bản, hoạt động hoàn hảo, không oxy gì cả. Bây giờ Nguyễn Trung sẽ test nó với cái cặp loa JBL L300 Summit và không qua rề luôn, để anh em dễ cảm nhận được, dễ biết được cái chất âm của nó và có thể về ghép với những cái loa theo như Nguyễn Trung, thì nó chơi tốt ở những cái loa có độ nhạy từ 90 cho đến 96 decibel. Rồi bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử một bản nhạc test của nó nha. Thank you.
cái video test bộ monolog này Nguyễn Trung xin tạm dừng ở đây và mời anh em xem tiếp video tiếp theo. Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái video kế tiếp.